Ở trận đấu vòng 1 thì cao thủ Bình Dung đã có thất bại 1-4 trước cao thủ Sumi. Trong khi đó thì cao thủ Liên Minh Ô Tô cũng nhận một thất bại với tỷ số 5-2 trước cao thủ Agribank. Cao thủ Agribank Hải Dương. Cùng giờ với trận đấu này sẽ là trận đấu giữa hai đội thắng ở bảng D, đó là Agribank Hải Dương gặp cao thủ Sumi Enso. Đội hình ra quân của cao thủ Bình Dung trong trận đấu này gồm có số 7 Đinh Văn Hưng, số 11 Trần Trung An, số 12 Trần Văn Long, số 14 Hoàng Thái Bảo, số 15 Hoàng Nguyễn Mạnh Tiến, số 17 Mạc Văn Quyết và số 20 Vũ Văn Toàn. Trong khi đó cao thủ Liên Minh Ô Tô ra quân gồm có thủ môn áo số 1 Mạc Minh Phương, số 2 Lê Thành Long, số 5 Vương Quốc Hoạch, số 6 Tạ Hồng Công Tước, số 13 Phạm Văn Quyết, số 14 Vũ Quang Hưng và số 15 Nguyễn Văn Giảng. Ở hiệp 1 này thì các cầu thủ Liên Minh Ô Tô sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải của các bạn trong trang phục áo xám quần xanh. Ở hiệp 1 này các cầu thủ Liên Minh Ô Tô hồng như vậy, các cầu thủ Bình Dung là người giao bóng. Cầu thủ Bình Dung trong trang phục áo xanh quần xanh bảo vệ khung thành bên phía tay trái mà nhỏ các bạn. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Văn Quyết, pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu thuộc về cầu thủ Bình Dung. Đó là pha dứt điểm của số 17 Văn Quyết. Bóng này đến chân của cầu thủ Bình Dung. Ở trận đấu đầu tiên của vòng 1 thì các cầu thủ Bình Dung đã phải nhận một thất bại có thể nói là hơi đáng tiếc trước cầu thủ Sumi. Khi hai đội có kết quả hòa 1-1 đến những phút cuối trận. Tuy nhiên chỉ trong ít phút cuối trận thì cầu thủ Bình Dung đã để thủng lưới tới 3 bàn và chịu thúc thủ 4-1 trước cầu thủ Sumi Denso. Ở trận đấu này thì cầu thủ Bình Dung quyết tâm lấy lại hình ảnh của mình. Không được. Vừa rồi đó là pha xử lý của cầu thủ số 15 Mạnh Tiến bên phía Bình Dung. Một quả đá biên dành cho cao thủ Liên Minh Ô Tô. Không có gì khó khăn cho khung thành của thủ môn Văn Long. Vậy bóng được trả về cho cầu thủ Bình Dung. Vâng, vừa rồi một pha lấy bóng rất hay đến từ cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Không được. Phản công dành cho cầu thủ Bình Dung. Vừa rồi một pha đường chuyền không chính xác, bóng đã bay, bóng đã đi hết đường biên dọc. Đây là cầu thủ số 15 bên phía đội tuyển Liên Minh Ô Tô. Bóng giả. Cầu thủ Bình Dung đang có bóng. Đây là cầu thủ màu số 17, Mạch Văn Quyết. Vẫn là Văn Quyết. Cầu thủ Bình Dung đang chậm rãi để triển khai tấn công bên phía cánh phải. Trung Anh. Vẫn là Trung An. Không được. Và chuyền bóng của Trung Anh, Trung An đã nhanh chóng bị các cầu thủ Liên Minh Ô Tô cản phá. Đây sẽ là pha đá biên dành cho các cầu thủ Bình Dung. Văn Quyết nguy hiểm. Pha tạt ngang của Văn Quyết là rất nguy hiểm. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem lại pha căng ngang vừa rồi đến từ số 17 Văn Quyết. Không được. Vừa rồi một đường chuyền không tốt đến từ cầu thủ số 15 Mạnh Tiến. Vẫn là cầu thủ Bình Dung. Văn Quyết. Không được. Không được. Vừa rồi một pha không chiến và đây là Văn Quyết.
Văn Quyết bị cắt bóng. Đây sẽ là vẫn là cầu thủ Lý Minh Tô. Không theo được bóng vừa rồi, pha bọc lót rất tốt đến từ cầu thủ Bình Dung FC. Như vậy đã có một cầu thủ đang bị đau. Vâng, như vậy trận đấu sẽ được tiếp tục. Đá biên được dành cho cầu thủ Bình Dung. Văn Quyết. Văn Quyết đang gây ra rất nhiều áp lực bên phía phần sân của cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Vẫn còn. Vâng, như vậy là trọng tài đã thổi còi chạm tay cầu thủ bên phía Liên Minh Ô Tô. Rất nhanh. Vừa rồi một pha té bóng của Trung An. Không được. Văn Quyết. Vẫn là Văn Quyết. Trung An. Không được. Pha chuyền bóng đến từ Trung An nhưng đã bị các cầu thủ Liên Minh Ô Tô cản phá. Đây sẽ là một pha đá biên được dành cho cầu thủ Bình Dung. Rất kỹ thuật. Nguy hiểm. Vẫn còn. Không được. Pha dứt điểm vừa rồi là cầu thủ mang số 15 mạnh tiến. Nhưng bóng đã đi trúng vào vị trí của thủ môn bên phía đội tuyển Liên Minh Ô Tô. Và phần sân bên kia thì đã có bàn thắng đầu tiên được mở ra dành cho cầu thủ Suminenso. Vâng, đây là cầu thủ mang số 11 bên phía đội tuyển Bình Dung. Văn Quyết. Trung An. Vẫn là Trung An. Như vậy là Trung An đã quyết định chuyển về. Cầu thủ Bình Dung đang kéo giãn đội hình của đối phương. Văn Quyết. Xin lỗi các bạn, vừa rồi là cầu thủ số 20, Văn Toàn. Nguy hiểm, không được. Pha chuyền bóng rất nguy hiểm vừa rồi đến từ cầu thủ Thái Bảo. Vẫn là cầu thủ Bình Dung. Rút, không được. Tiếp tục là pha dứt điểm nữa đến từ... Rồi một pha dứt điểm đến từ cầu thủ mang số 14, Thái Bảo. Không được. Cầu thủ Bình Dung tuy không có thể hình được tốt, không có chiều cao tốt nhưng có một tốc độ rất nhanh. Vừa rồi là một pha dứt điểm nữa về vị trí khung thành nhưng thủ môn bên phía đội tuyển Liên Minh FC đã cản phá thành công. Đây sẽ là một pha đá vào và đá phạt góc dành cho cầu thủ Bình Dung. Không được, chưa thể có cú dứt điểm được tung ra. Không được. Số 5 Quốc Hoạch không thể đi bóng thành công. Vẫn là cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Đường chuyền dài. Nguy hiểm, không được. Cầu Cước đã không thể dứt điểm được trong tình huống vừa rồi. Có lẽ đường chuyền là quá nhanh. Bắn giạc. Không được. Vừa rồi một pha sút bóng nhưng bóng đã đi không chính xác. Pha sút bóng đến từ cầu thủ mang số 15 Văn Giang. Xin mời quý vị và các bạn xem lại pha dứt điểm vừa rồi. Văn Quyết. Không được. Văn Quyết đã sút trúng vào vị trí nhưng thủ môn. Vẫn là các cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Phản công cho cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Không, vừa rồi là một pha sút xa. Cự ly là rất xa, khoảng cách là từ giữa sân.
Trung An. Rất hay. Không được. Rất khó. Phòng ngự của bên phía đội tuyển Liên minh ô tô đang lùi về rất nhanh để hỗ trợ. Vậy là sẽ có một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Liên minh ô tô. Cú sút phạt rất xa. Không được. Vẫn là các cầu thủ Liên minh ô tô. Không vào. Không có gì khó khăn cả. Văn Quyết. Trung An. Văn Toàn. Vẫn là Trung An. Văn Toàn. Không được. Trung An đã quyết định dứt điểm từ xa. Sau khi rất khó để tìm được một đường chuyền. Vẫn là cầu thủ Bình Dung. Trung An. Văn Toàn. Theo rất sát Văn Toàn. Không được, Văn Toàn đã để mất bóng. Nhưng Trung An đã kịp thời lấy lại. Vẫn là cầu thủ Bình Dung. Tỷ số lúc này vẫn là 0-0. Chưa có bàn thắng được mở ra cho cả hai đội. Văn Toàn. Mạnh Tiến. Văn Quyết. Rất nhanh. Không được. Vừa rồi pha băng này rất nhanh đến từ Thái Bảo nhưng anh đã không thể theo đường chuyền vừa rồi đến từ những người đồng đội của mình. Và đá biên dành cho cầu thủ. Vẫn là cầu thủ Bình Dung. Rất quyết liệt. Văn Quyết. Không được. Đường chuyền của Văn Quyết có phần vội vàng. Phản công dành cho cầu thủ Liên minh ô tô. Không được. Và càng ngang là không kịp. Cầu thủ Bình Dung đã rất nhanh sau khi để mất bóng, họ đã quay lại để theo sát, ngăn cản những đường chuyền. Văn Toàn. Trung An. Văn Quyết. Rất hay. Không được. Và căng ngang vừa rồi của Mạnh Tiến đã bị cản phá bởi các cầu thủ Liên minh ô tô. Sẽ có một quả đá biên nữa dành cho cầu thủ Bình Dung. Pha đá biên rất cao. Trung An. Nguy hiểm. Không được. Vừa rồi một pha nỗ lực đến từ số 7 Văn Hưng của đội tuyển Bình Dung. Rất nguy hiểm. Cầu thủ Liên minh ô tô đã có bóng. Phản công dành cho cầu thủ Liên minh ô tô không kịp. Liên tiếp với những pha xoay sở có phần chậm chạp của Văn Nghĩa. Anh đã để mất bóng. Đá biên dành cho cầu thủ Liên minh ô tô. Vâng, vừa rồi là đường chuyền không tốt đến từ số 7
Văn Hưng. Văn Giảng. Không được. Đường chuyền dài của Văn Giảng đã không thể đến được với Công Tước. Anh Tuấn, không được. Không được. Văn Toàn. Văn Quyết. Vẫn là Văn Quyết. Không được. Văn Hưng đã không thể theo được đường chuyền vừa rồi. Cầu thủ Bình Dung là những người kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng họ vẫn chưa thể tạo ra được bàn thắng. Hiệp thi đấu đầu tiên này, Văn Toàn, Văn Quyết, sút không được. Liên tiếp là những pha sút từ giữa sân đến từ các cầu thủ Bình Dung. Văn Quyết. Trung An. Nguy hiểm. Được. Vừa rồi pha phối hợp không tốt giữa Mạnh Tiến và Văn Quyết. Không được. Vậy là cầu thủ Bình Dung đã bị chuyển về. Văn Quyết, Văn Toàn, Trung An. Vẫn là Văn Toàn. Trung An. Họ đang triển khai tấn công chậm rãi và chắc chắn. Vẫn là Văn Toàn. Không được. Vẫn không được. Chưa thể dứt điểm và áp sát khung thành bên phía đội tuyển Liên Minh Ô Tô. Phản công dành cho cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Không được. Văn Quyết. Vẫn là Trung An. Trung An rất nhanh. Hàng phòng ngự bên phía đội tuyển Liên Minh Ô Tô đã rất nhanh áp sát. Pha tấn công đến từ cầu thủ Bình Dung, sút xa không vào. Vâng, như vậy là trọng tài đã xác định đây sẽ là một quả phạt góc được dành cho các cầu thủ Bình Dung. Và đá phạt góc bên phía tay trái khung thành. Văn Hưng. Không được. Vệ bóng đã được chuyển về cho thủ môn. Trung An. Văn Toàn. Và Trung An. Không được. Được rồi, một đường chuyền dài từ Trung An đến nhưng đã không thể đến được vị trí của Mạnh Tiến. Và đánh đầu phối hợp rất hay nhưng đã bị cản phá bởi Văn Toàn. Như vậy đây sẽ là quả đá biên dành cho các cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Nguy hiểm, không được. Bóng đã không thể chạm tới được cái đầu của cầu thủ Hoàng Tùng, thủ môn số 3 bên phía đội tuyển Liên Minh Ô Tô. Vẫn là cầu thủ Bình Dung. Văn Toàn.
Văn Toàn. Văn Toàn đã dâng lên rất cao bên phía tay phải của tuyển Bình Dung. Nguy hiểm. Dồn một pha đá rất nguy hiểm. Không được. Phạt bóng rất cao. Bóng không thể tìm đến vị trí nào của các cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Văn Toàn. Văn Hưng. Văn Toàn. Văn Toàn đang dâng lên rất cao. Không được. Văn Quyết. Văn Toàn. Không được. Vừa rồi là một pha dứt điểm rất khó đến từ vị trí của Văn Toàn. Có vẻ có lẽ là Văn Toàn đã hơi nắn nót trong pha dứt điểm vừa rồi. Vẫn là cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Chính xác. Không được. Bóng vẫn còn. Không được. Văn Hưng đã không thể chuyển được đến chân đồng đội của mình. Văn Quyết. Văn Hưng. Không được. Vừa rồi một đường chuyền hơi xa đến với các cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Trung An. Vẫn là Trung An. Văn Hưng. Không phải là cầu thủ Bình Dung đã có sự thay đổi vị trí. Nguy hiểm. Không được. Rất đông cầu thủ Liên Minh Ô Tô đã kịp thời phòng ngự. Tình huống phản công rất nhanh vừa rồi. Tỷ số của hiệp đấu đầu tiên vẫn là 0-0. Chân của cầu thủ Bình Dung. Văn Quyết. Văn Quyết. Văn Quyết rất nhanh, nguy hiểm, không được. Rất đông các cầu thủ Liên Minh Ô Tô đã kịp thời phòng ngự. Pha đi bóng rất tốc độ đến từ cầu thủ vào số 17 Văn Quyết. Không được. Vẫn không được. Bóng vẫn chưa thể đi qua được rào cản phòng ngự của các cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Chúng ta đang được theo dõi trận đấu trong khuôn khổ giải Cây Banh đồng hành cùng doanh nghiệp rèn luyện thể thao đẩy lùi Covid. Đây là trận thi đấu giữa đội tuyển Liên Minh Ô Tô và đội tuyển Bình Dung. Bóng vẫn chậm chân của cầu thủ Bình Dung. Trung An. Văn Hưng. Văn Quyết. Không được. Như vậy là Văn Quyết đã không thể đi qua được cầu thủ số 2 Thành Long. Ừ.
Văn Quyết. Văn Hưng. Trịnh Hưng. Vẫn là các cầu thủ Bình Dung. Không được. Cầu chuyền vừa rồi đã đi trúng vào vị trí của thủ môn về phía đội tuyển Liên minh ô tô. Liên minh ô tô. Tỷ số là 2-0. Vậy ở phần sân bên cạnh thì tỷ số là 2-0 nghiêng về cầu thủ Sumidaso. Rồi pha không tập trung đến từ Văn Quyết. Trịnh Hưng. Vâng, như vậy trọng tài đã xác định có lỗi bên phía các cầu thủ Liên minh ô tô. Lỗi thứ ba bên phía các cầu thủ Liên minh ô tô trong trận thi đấu đầu tiên này. Khoảng cách rất xa. Nguy hiểm, không được. Và sút bóng đầy nguy hiểm vừa rồi là đến từ cầu thủ Thái Bảo bên phía đội tuyển Bình Dung. Cú sút rất mạnh, đầy uy lực. Chúng ta cùng thưởng thức lại pha dứt điểm vừa rồi. Tuy nhiên thì thủ môn bên phía đội tuyển Liên minh ô tô đã xuất sắc cản phá. Trịnh Hưng. Văn Quyết. Không được. Và không chơi bóng không tốt của Văn Quyết. Triển khai bóng đến từ các cầu thủ Bình Dung. Văn Hưng, Trịnh Hưng. Văn Quyết. Chúng ta Trịnh Hưng. Chúng ai? Văn Quyết. Đó là cầu thủ Bình Dung. Trịnh Hưng. Mạnh Tiến. Vẫn là Trịnh Hưng. Không được. Các cầu thủ Liên minh ô tô đã lao lên cản phá những đường truyền rất nhanh. Trung An. Vẫn là Trung An. Trịnh Hưng. Các cầu thủ nguy hiểm. Không được. Cò căng ngang vừa rồi không hề nguy hiểm. Như vậy là trọng tài đã xác định phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía đội tuyển Bình Dung. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Điểm rất nhanh của Công Kỳ và tỷ số đã là 3-1 giúp cho Công Kỳ. Không được, nguy hiểm. Đó là 3-0 cho Công Kỳ. Rất đáng tiếc vừa rồi một pha bóng rất gần khung thành rồi nhưng đã không có một cầu thủ áo xanh nào có thể áp sát và ghi bàn. Tiếp bóng và ghi bàn của Quốc Kỳ. Trịnh Hưng. Trung An, Văn Quyết. Rồi pha vội vàng đến từ Văn Quyết. Dám đá biên. Đá biên được dành cho cầu thủ Liên minh ô tô. Chèo bóng rất cao, không được. Không thể đánh đầu thành công. Sút, không vào.
tiếp tục chắn bóng thành công. Được bao nhiêu nhỉ? Như vậy là trận đấu đang dần bước sang phút thứ 29. Một phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên giữa hai đội tuyển Liên Minh Ô Tô và Bình Dung. Đá biên được dành cho cầu thủ Bình Dung FC. Vẫn là cầu thủ Bình Dung, không được. Tiếp tục được pha đá phạt góc bên phía tay trái dành cho cầu thủ Bình Dung. Không được. Phản công dành cho cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Bắn giạc. Không được. Đường truyền của Văn Giảng là hơi xa. Văn Giảng đã lao lên rất nhanh, nhưng người đồng đội của anh thì lại không theo kịp. Văn Quyết, Trung An. Đúng là Trung An. Trịnh Hưng. Chưa có một cơ hội rõ rệt nào đến từ cả hai đội bóng. Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên giữa đội tuyển Bình Dung và Liên Minh Ô Tô. Tỷ số hiện thời đang là 0-0. Xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng tạm nghỉ ít phút. Chúng tôi sẽ quay lại để tiếp tục với hiệp thi đấu thứ hai. Minh Hải Plaza, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất miền Bắc, chuyên phân phối vật liệu xây dựng, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp, đèn trang trí, nội thất gia đình và nội thất văn phòng. Với tổ hợp hơn 30.000 m2 trưng bày và giới thiệu sản phẩm, Minh Hải Plaza luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách các dòng sản phẩm chính hãng chất lượng cao với mức giá hợp lý nhất. Hãy đến với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và trang hoàng cho công trình của bạn với những bộ sản phẩm thời thượng nhất. Thông tin liên hệ: Trung tâm thương mại vật liệu xây dựng và nội thất Minh Hải Plaza, số 6 Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương. Số điện thoại: 02203 896 898. Website: vicco.com.vn. Vicco, tỏa sáng không gian Việt. Điện thoại: 0904 090 424. Website: quehuonggsc.com. Nước là khởi nguồn của sự sống, mang đến sự thịnh vượng, sức khỏe, tài lộc.
như một quy luật tự nhiên, những thành phố quyến được mệnh danh là trái tim của xứ Đông, nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thành phố trẻ Hải Dương giữ vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội hàng đầu của tỉnh Hải Dương đang ngày một vươn mình mạnh mẽ. Eco Rivers tự hào là dự án tiêu biểu cho định hướng phát triển và tầm vóc lớn mạnh của thành phố trong tương lai. Với sứ mệnh tạo ra sự đột phá về phát triển đô thị sinh thái, từ quy hoạch, kiến trúc đến cảnh quan, Eco Rivers là mô hình kiểu mẫu dẫn dắt xu hướng phát triển đô thị xanh cho Hải Dương và các tỉnh lân cận. Nằm trên địa phận phường Ngọc Châu và phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, Eco Rivers có vị trí đắc địa, dễ dàng kết nối các cơ quan hành chính, kinh tế trọng yếu của thành phố. Eco Rivers hội tụ đầy đủ mọi yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để trở thành một khu đô thị sinh thái đẳng cấp, nhân văn. Rộng gần 109 hectare, Eco Rivers là một không gian sống tươi mát, tràn đầy màu xanh với hơn 20% diện tích là không gian cây trồng và mặt nước. Bầu không khí an nhiên, thư thái cùng những dòng chảy xanh mát nơi đây là nguồn cảm hứng sống tuyệt vời, mang đến sự thịnh vượng và hạnh phúc bền lâu cho cư dân Eco Rivers. Nằm ở trung tâm khu đô thị là hồ điều hòa rộng 16,4 hectare. Hệ thống dòng chảy của hồ được kết nối với sông Thái Bình và các dòng kênh nhân tạo nội khu. Nước hồ luôn trong xanh, mặt hồ lộng gió được tô điểm bởi lá hoa rực rỡ, là nơi thư giãn, hẹn hò lý tưởng của cư dân Eco Rivers. Khu Tây Hồ nằm ở phía Tây và Tây Bắc của hồ trung tâm, là tổ ấm của những chủ nhân khao khát một cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp giữa thiên nhiên khoáng đạt, yên bình. Nơi đây có những biệt thự đơn lập với diện tích từ 260 đến 1.000 m2 cùng các biệt thự song lập diện tích 200 m2, được ôm ấp bởi dòng chảy xanh của những dòng kênh nội khu, sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp hai hướng ra sông Thái Bình và hồ trung tâm thoáng đãng. Với một cổng vào độc lập, cư dân khu Tây Hồ được tận hưởng không gian trong lành, yên tĩnh, thảnh thơi, tránh xa mọi ồn ào của phố thị. Phố đi bộ được quy hoạch từ tuyến đề sông Thái Bình kết hợp với công viên ven sông, tạo nên một địa điểm thư giãn, giải trí, kết nối cộng đồng tuyệt vời cho cư dân. Nơi đây tập trung những sản phẩm cao tầng và trung tầng hướng sông tuyệt đẹp. Khu công viên trung tâm tràn ngập sắc xanh của cây lá và không gian mặt nước là điểm đến thu hút cư dân khu đô thị và các vùng lân cận tới thưởng thức và trải nghiệm những lễ hội độc đáo đầy màu sắc, các sự kiện vui chơi, giải trí tuyệt vời. Đây cũng là phân khu sầm uất nhất với những sản phẩm nhà phố và nhà liền kề có mặt tiền hướng về phía đường lớn, đáp ứng tiêu chí về một sản phẩm bất động sản vừa là nơi an cư vừa đầu tư hiệu quả của các chủ nhân đam mê kinh doanh. Khu Thủy Hội là điểm tập trung các cụm dân cư với không gian mở mặt nước công cộng. Tại đây, những sản phẩm nhà biệt thự được quy hoạch cùng nhà phố xen kẽ, dành cho những gia chủ muốn tận hưởng một cuộc sống kết hợp giữa thiên nhiên xanh mát và sự nhộn nhịp, sôi động của phố phường. Mỗi phần khu trong khu đô thị đều có clubhouse và công viên rộng lớn, hiện đại. Với 3 trường mầm non cùng hệ thống trường liên cấp tiêu chuẩn quốc tế, Eco Rivers mang đến một không gian sống tuyệt vời cho sự trưởng thành, phát triển của các cư dân tương lai. Thiên nhiên rộng lớn, tươi xanh, với mặt nước mênh mông và hoa lá bốn mùa, những lễ hội đầy màu sắc, những sân chơi được thiết kế thông minh, tất cả tạo nên một thế giới an lành, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui để gọi mời trẻ thơ chơi đùa, khám phá, tưởng tượng, ước mơ.
Xin chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động Eco Park để dõi theo trận đấu giữa đội tuyển Toyota, xin lỗi các bạn, đội tuyển Liên minh ô tô và đội tuyển Bình Dung FC trong khuôn khổ giải đấu Agribank đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp trong rèn luyện thể thao đẩy lùi Covid. Như vậy ở trong hiệp đầu thứ hai này thì các cầu thủ bên phía đội tuyển Bình Dung sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải mảnh nhỏ, còn các cầu thủ Liên minh ô tô sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái mảnh nhỏ. Bóng vẫn đang trong chân của cầu thủ Liên minh ô tô. Vẫn là các cầu thủ Liên minh ô tô. Không được. Quyết. Không được. Như vậy là đã có một pha phạm lỗi với cầu thủ số 14 Thái Bảo. Văn Hưng. Trịnh Hưng. Trung An. Như vậy là trọng tài đã xác định chạm tay Văn Quyết trong tình huống vừa rồi. Vừa rồi một pha sút phạt khá cao đến từ các cầu thủ Liên minh ô tô. Trung An. Văn Hưng. Trịnh Hưng. Vẫn là Văn Hưng. Nguy hiểm, không được. Văn Hưng đã không thể kèm khống chế được tốt tình huống vừa rồi. Rất hay. Vừa rồi được pha xử lý rất nhanh bên phía các cầu thủ Bình Dung. Không được. Trịnh Hưng, không được. Văn Hưng đã rất nhanh cướp được bóng. Người thực hiện quả đá biên này là Văn Hưng. Anh Tiến. Đây sẽ là một quả đá phạt góc được dành cho các cầu thủ Bình Dung FC. Đứng trước bóng đặc là Văn Quyết. Cầu thủ chơi rất tốt trong hiệp thi đấu đầu tiên. Văn Hưng. Ở hiệp thi đấu đầu tiên thì các cầu thủ hai đội đã cầm hòa nhau với tỷ số không đều. Chị Hưng đã phá bóng thành công. Trung An đang rất cố gắng để cướp được bóng. Văn Tùng. Bây giờ là pha chuyền bóng sai vị trí đến từ Hoàng Tùng. Được chuyền bóng đó là Trung An. Được chuyền rất tốt đến từ thủ môn về phía đội tuyển Liên minh ô tô. Người có bóng vẫn là cầu thủ mang số 3. Không được. Được chuyển công chính xác vừa rồi đến từ Tôn Trưởng. Trung An. Trịnh Hưng. Không được. Cản phá thành công đến từ cầu thủ Liên minh ô tô. Và vừa rồi một pha bọc lót rất tốt đến từ Mạnh Tiến. Đá biên là Thái Bảo. Trịnh Hưng. Các cầu thủ Bình Dung đang dồn lên để tấn công rất quyết liệt. Không được, không có một ai áp sát khung thành bên phía đội tuyển Bình Dung. Trịnh Hưng. Không được, Văn Quyết đã không thể theo đường truyền rất cao vừa rồi.
Như vậy đây sẽ một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Bình Dung. Nguy hiểm, không được. Pha dứt điểm cuối cùng đến từ Trịnh Hưng. Anh có bóng nhưng pha sút của anh là không chính xác. Là cầu thủ Lim Yoto Hoàng Tùng rất tốt, không được. Anh đã được chuyển đến cho Hoàng Trung nhưng anh đã không được, vẫn còn rất cố gắng. Vừa rồi là pha dứt điểm đến từ Văn Giả. Vẫn là cầu thủ Bình Dung. Trịnh Hưng. Anh Tiến. Không được. Vâng, như vậy đây sẽ là một quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Bình Dung FC. Nguy hiểm, thái bảo. Không được. Pha sút bóng từ vị trí chính giữa đến từ cầu thủ số 14 Thái Bảo không chính xác. Bóng vọt xà ngang. Trịnh Hưng đang là người đứng trước bóng. Trung An. Đó là Trung An. Vậy đây sẽ là một quả đá biên được dành cho cầu thủ Bình Dương FC. Trịnh Hưng rất hay, không được. Thái Bảo vẫn còn, vẫn là Thái Bảo. Vâng, như vậy đây sẽ là một quả đá biên được dành cho cầu thủ Bình Dương FC. Mạnh Tiến sẽ là người thực hiện quả đá biên này. Pha đá biên là hơi mạnh. Bóng không thể tìm được vị trí của các cầu thủ áo xanh. Rút xa. Rút xa vừa rồi là của Trung Quảng, cầu thủ áo số 10. Và đây sẽ là pha phản công đến từ Lý Minh Âu Tô. Rất đáng tiếc. Trung An. Vẫn là Trung An, không được, quá nhiều các cầu thủ theo sát Trung An. Phản công được dành cho cầu thủ Lý Minh Ô Tô. Rất thoáng, nguy hiểm, vẫn còn, không được. Vừa rồi là một pha phối hợp rất tốt, nhưng cú dứt điểm sau đó bóng đã đi không chính xác. Hưng. Thái Bảo rất hay, vẫn là Thái Bảo, không được. Rất khó để có thể đột nhập được vào vòng cấm của đội tuyển Liên minh Ô Tô. Trịnh Hưng rất bình tĩnh. Vâng, như vậy là thủ môn bên phía đội tuyển Liên minh Tô đã lao lên để cản phá và phát bóng vừa rồi. Nguy hiểm, không được. Và dứt điểm rất nguy hiểm đến từ cầu thủ áo số 14 Thái Bảo, nhưng bóng đã đi trượt cột dọc. Tiếp tục là pha sút nhưng lần này thì bóng đã đi không chính xác. Hoàng Tùng. Văn Hưng. Vẫn là cầu thủ Lý Miêu Tô. Không được, cầu thủ số 10 đã. Văn Trùng đã không thể theo được đường chuyền vừa rồi đến từ người đồng đội của mình.
Mạnh Hưng. Trung An. Vẫn là Trịnh Hưng. Rất đáng tiếc, vừa rồi một pha chuyền không tốt đến từ Trịnh Hưng. Vẫn là Trịnh Hưng. Vâng, như vậy là trọng tài đã xác định có lỗi bên phía các cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Người bị phạm lỗi là Văn Trung. Vừa rồi pha phạm lỗi ở tốc độ rất cao. Và sẽ có một quả sút phạt được dành cho các cầu thủ Bình Dung. Một chiếc bóng đang là Trung Quảng. Không được. Người vừa thực hiện pha sút phạt vừa rồi là Thái Bảo, nhưng bóng đã đập hàng chắn bay ra ngoài. Đây sẽ là một quả phạt góc nữa dành cho các cầu thủ Bình Dung. Trung An. Không được. Và sút bóng đầy cố gắng đến từ Trung Quảng. Tiếp tục một pha phạt góc nữa bên phía cánh trái dành cho các cầu thủ Bình Dương FC. Nguy hiểm. Không được. Tiếp tục một pha đá phạt góc nữa. Đây là quả đá phạt góc thứ 3. Không được. Nhưng lần này thì bóng đã không thể tìm đến vị trí nào của các cầu thủ áo xanh. Bóng vẫn trong chân của các cầu thủ Bình Dung FC. Vừa rồi một pha chuyền bóng không tốt đến từ cầu thủ mang số 14 Thái Bảo. Rất hay. Một pha chuyền thẳng đến khung thành. Vẫn còn. Rất bình tĩnh. Văn Hưng. Không, rất. Tiếp tục một pha phạm lỗi nữa đến từ các cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Đây đã là lỗi thứ 3 được dành cho các cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Bóng vẫn còn. Trọng tài xác định không có lỗi trong tình huống vừa rồi. Như vậy là có một cầu thủ bên phía đội tuyển Bình Dung FC đã bị đau. Văn Hưng. Đá biên thuộc về các cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Rất nguy hiểm. Như vậy đã có lỗi thứ 4 được dành cho các cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Phản công dành cho các cầu thủ Bình Dung. Không được. Các cầu thủ đang chơi rất tập trung. Trung An. Trịnh Hưng. Văn Quyết. Trung An. Thái Bảo. Vẫn là Văn Quyết. Rất hay, nhưng không có một ai theo sát pha bóng vừa rồi. Chưa thể dứt điểm. Nhưng trọng tài một lần nữa xác định có lỗi bên phía các cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Một pha phạm lỗi rất gần khung thành đến từ các cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Và các cầu thủ Bình Dung FC sẽ được hưởng một quả đá phạt góc. Xin lỗi các bạn, một quả đá phạt. Cách vị trí là từ giữa sân, khoảng cách rất gần. Nguy hiểm, không được. Rất nhanh, các cầu thủ Liên Minh Ô Tô đã tạo ra hàng chắn.
Vâng, như vậy trọng tài xác định trận đấu được tiếp tục, không có lỗi trong tình huống vừa rồi. Không được. Pha chạm bóng cuối cùng đến từ cầu thủ Lee Minh-ho. Hoàn quyết. Trận đấu đang được đẩy lên với tốc độ rất nhanh. Hai đội liên tục phản công và triển khai phòng ngự. Vâng, vừa rồi một pha để mất bóng đến từ Văn Quyết. Trọng tài xác định đá biên được dành cho cầu thủ Bình Dung. Chuyền không chính xác. Nguy hiểm. Tiếp tục là một pha dứt điểm không chính xác nữa đến từ cầu thủ Văn Quyết bên phía đội tuyển Liên Minh Ô Tô. Cầu thủ vào số 13. Cầu thủ Liên Minh Ô Tô sẽ được hưởng một quả đá phạt góc bên phía cánh phải không thành. Nguy hiểm. Vâng, như vậy là có bàn thắng được mở ra. Tỷ số được ghi do công của cầu thủ số 6 Công Tước bên phía đội tuyển Liên Minh Ô Tô. Pha ghi bàn một chạm rất nhanh. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem lại pha quay chậm. Pha ghi bàn từ pha quả đá rất nhanh. Công Tước đã mở ra bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này. Nguy hiểm, không vào. Vẫn còn. Không được. Vừa rồi pha dứt điểm của Trung Quảng đã đi trúng ở vị trí thủ môn bên phía đội tuyển Liên Minh Ô Tô. Mặc dù là những người kiểm soát bóng ít hơn nhưng các cầu thủ Liên Minh Ô Tô đã mở ra bàn thắng dẫn trước. Có lẽ tốc độ của trận đấu này sẽ được càng được đẩy lên cao hơn. Không có lỗi. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Hiện tại thì các cầu thủ Liên Minh Ô Tô đã có đến 5 lỗi. Đứng trước bóng là Trịnh Hưng. Vẫn là Trịnh Hưng. Ừ, đã chuyển về. Vâng, cản phá bằng đầu thành công đến từ các cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Đá biên dành cho cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Vẫn là cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Trung An. Vẫn còn. Không được. Như vậy là trận đấu đã bước sang phút thứ 48. Tỷ số lúc này là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Trung An. Trịnh Hưng. Trịnh Hưng. Như vậy là Tuấn Anh đã được tung vào sân. Đường truyền đến dành cho Tuấn Anh. Rất bình tĩnh. Vẫn là Tuấn Anh. Như vậy là trọng tài chắc trọng tài đã xác định có lỗi thứ 6 bên phía các cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Như vậy chỉ một lỗi nữa thôi là sẽ có tình huống đá phạt. Tuấn Anh. Vẫn còn tranh chấp rất quyết liệt giữa phần giữa sân. Trung An. Vẫn là Trung An. Không có lỗi. Trọng tài xác định không lỗi trong tình huống tranh chấp vừa rồi. Đá biên thuộc về các cầu thủ Bình Dung. Thái Bảo. Trung Quảng. Không được. Tiếp tục là một quả đá phạt góc bên phía tay trái được dành cho cầu thủ Bình Dung. Không được.
Trịnh Hưng. Vâng, như vậy là bóng trả về cho thủ môn bên phía đội tuyển Bình Dung. Đá biên được dành cho cầu thủ Bình Dung. Trận đấu bây giờ sẽ là một đẩy lên rất nhanh. Các cầu thủ Bình Dung đang tràn lên phần sân của đối phương để có thể tạo ra cơ hội ghi bàn. Tuấn Anh, cầu thủ trẻ vừa được tung vào sân, trung quảng. Vâng, như vậy là trọng tài đã xác định chúng ta sẽ cùng xem quyết định của trọng tài. Như vậy là trọng tài đã xác định có lỗi thứ 7. Đá phạt được dành cho các cầu thủ Bình Dung. Đây sẽ là một cơ hội để các cầu thủ Bình Dung có thể gỡ hòa với tỷ số 1-1. Thủ môn bên phía đội tuyển Liên minh FC đang động viên những người đồng đội của mình, thể hiện tinh thần rất tự tin. Vâng, như vậy là đứng trước bóng đang là trung quảng. Trung quảng xuất bóng vào, như vậy tỷ số đã được san bằng 1-1. Như vậy là Trung Quảng đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát sau một pha ghi bàn bằng cú sút penalty của mình. Như vậy là Liên Minh Tô đã xin tạm dừng hội ý. Còn bao nhiêu phút nữa chú? 1-1 à? 4 phút nữa, 1-1. 8, 9, 10. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở lại với cả trận thi đấu trong khuôn khổ bảng C, lượt trận thứ 2 giải đấu đồng hành cùng doanh nhân Hải Dương trong rèn luyện thể thao đẩy lùi Covid. Tỷ số của trận đấu lúc này đang là 1-1. Nguy hiểm, không được. Rất nhanh, các cầu thủ Bình Dung phản công, không được.
có sự thay đổi người bên phía đội tuyển Bình Dung. Đức Minh, cầu thủ mang số 9 đã được tung vào sân. Vừa rồi một pha phá bóng đến từ Trịnh Hưng. Ở phần sân kế bên thì đội tuyển Agribank đã rút ngắn tỷ số sau bàn thắng đến từ cầu thủ Duy Hùng. Đây sẽ là một pha đá biên được dành cho các cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Pha đá biên có phần hơi mạnh. Trận đấu đã bước sang phút thứ 56, chỉ còn một ít phút nữa thôi trận đấu sẽ kết thúc. Vẫn Trịnh Trâm rất quyết liệt. Vẫn là các cầu thủ Bình Dung. Trịnh Hưng. Văn Quyết. Chúc các bạn Trung An. Thái Bảo không được. Vừa rồi là một pha xuất sắc đến từ thủ môn bên phía đội tuyển Liên Minh Ô Tô, một pha cứu thua trông thấy. Cú dứt điểm rất mạnh đến từ cầu thủ mang số 14 Thái Bảo. Nhưng vẫn không thể xuyên thủng qua thủ môn của đội tuyển Liên Minh Ô Tô. Văn Quyết, vẫn là Văn Quyết. Rất quyết liệt. Tuấn Anh không được. Vẫn là cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Chưa thể tìm được đường chuyền. Bóng vẫn còn. Không được. Trịnh Hưng. Trung Hàn. Thái Bảo. Tiến Minh. Rất nhanh. Tiến Minh. Không được. Pha dứt điểm vừa rồi của Tiến Minh rất khó chịu nhưng đã không thể chiến thắng được thủ môn bên phía đội tuyển Liên Minh Ô Tô. Một lần nữa thủ môn bên phía đội tuyển Liên Minh Ô Tô đã thể hiện khả năng phản xạ rất nhanh của mình. Nguy hiểm. Một pha đường truyền rất tốt nhưng Tiến Minh đã không thể khống chế. Trung Quảng. Trung An. Không có lỗi. Bóng trận đấu vẫn tiếp tục. Đây sẽ là một pha đá biên được dành cho cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Trận đấu vẫn rất đang gay cấn. Tiến Minh. Vẫn là Tiến Minh. Trung An. Không được. Bóng đã không thể. Quá nhiều các cầu. Vâng. Vừa rồi một pha phạm lỗi đến từ Trung An. Xin lỗi các bạn. Trung Quảng. Cắt bóng thành công đến từ Trịnh Hưng. Sút xa. Không được. Pha sút xa rất mạnh đến từ vị trí của cầu thủ vào số 11 Trung An. Vẫn là Trung An. Bóng vẫn còn. Không được. Trung Quảng đã rất cố gắng nhưng không thể chạm chân được với trái bóng. Phản công dành cho cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Không được. Bóng vẫn còn trong sân. Tiến Minh. Trịnh Hưng. Chào các bạn là Tuấn Anh. Rất kỹ thuật. Đường chuyền rất kỹ thuật vừa rồi đến từ các cầu thủ mà số 15 Văn Giảng. Trung Quảng. Trọng tài đã xác định không có lỗi trong tình huống tranh chấp vừa rồi. Đây sẽ là một pha đá biên dành cho các cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Rất hay. Vừa rồi là một pha thể hiện sức mạnh của mình đến từ cầu thủ mang số 15 Văn Giảng. Trung Quảng.
không có lỗi. Như vậy là trọng tài chính đã xác định phạt thẻ vàng dành cho Trung Quảng. Quyền đá biên thuộc về các cầu thủ bên phía đội tuyển Liên Minh Ô Tô. Vâng, vừa rồi pha đá viên không tốt. Tiến Minh rất nhanh. Tiến Minh đã thể hiện sức trẻ của mình. Vâng, như vậy là trọng tài đã xác định có lỗi bên phía đội tuyển Liên Minh Ô Tô. Và đây sẽ là một pha sút phạt 10m không rào. Một pha sút phạt nữa được dành cho các cầu thủ Bình Dung FC. Ở bàn thắng đầu tiên của Bình Dương FC cũng là một pha sút phạt 10m không rào. Đứng trước bóng đó là Trung Quảng. Vâng, tỷ số đã được nâng lên 2-1. Và người lập công một lần nữa là Trung Quảng. Trận đấu đã bước sang phút thứ 63. Chúng ta đã thổi còi tiếp tục trận đấu. Rất khó khăn đến với các cầu thủ Liên Minh Ô Tô khi họ đã phạm quá nhiều lỗi. Tuấn Anh. Tuấn Anh, vẫn là Tuấn Anh. Và bóng thành công. Không được, bóng đã không thể chạm đến cái đầu của Tiến Minh. Các cầu thủ Liên Minh Ô Tô đang rất vội vàng triển khai tấn công. Thời gian đang là kẻ thù của họ. Sút xa, không vào. Vừa rồi một pha cứu thua rất đẹp mắt đến từ thủ môn mang số áo 12 Văn Long bên phía đội tuyển Bình Dung. Đây sẽ là một pha phạt góc được dành cho cầu thủ Liên Minh Ô Tô. Một pha phạt góc bên phía cánh trái không thành. Một pha phạt góc nhưng đã phối hợp không tốt. Như vậy là trọng tài chính đã thổi còi kết thúc trận thi đấu giữa hai đội tuyển Liên Minh Ô Tô và đội tuyển Bình Dung FC. Tỷ số là 2-1. Nghiêng về các cầu thủ bên phía đội tuyển Bình Dung, người lập công là Trung Quảng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp giải đấu doanh nhân Hải Dương rèn luyện thể thao đẩy lùi Covid. Xin chào và tạm biệt tất cả những người hâm mộ. Chúng ta sẽ cùng trở lại trong những trận đấu tiếp theo.